Hello, xin chào anh em. Chúc anh em buổi sáng ngày mới thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay bà chia sẻ một cái nhà yến mà đóng gỗ giật cấp và sử dụng hơi gió để mà tạo cái ấm độ tự nhiên trong nhà yến nha anh em. Thì nhà yến này có diện tích là 6 nhân cho 24 ống, là chuồng cu là thông 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 thẳng nha anh em. Thứ hai nữa là toàn bộ diện tích còn lại trong nhà yến, toàn bộ diện tích trong nhà yến nói chung là đóng toàn bộ là đóng gỗ diệt cấp hết anh em. Thứ hai nữa, nhà yến này là không có dùng hệ thống bông xương con gà hay là bét gì hết. Nhà yến này là dùng thiết kế hệ thống bông xương theo kiểu chữ U xung quanh nhà yến luôn anh em. Thì trong chuồng cu thì cũng có hồ nước bên trong luôn. Nói chung là, và đặc biệt á, trên cái đường nước của mỗi sàn anh em đều có cái thông hơi. Thông hơi này là ống 90. Thông hơi này là ống 90. Riêng cái sàn ba này á, là ống 114 nha anh em. Là chúng ta dùng cái hơi gió để mà đẩy vào cái đường nước để mà tạo ra cái phun sương tự nhiên cho nhuyễn, chứ chúng ta không có dùng cái phun sương con gà hay là phun sương bét nè anh em. Nói chung là cũng giảm một ít chi phí đó. Anh em cùng tham khảo ha. Trong nhà yến này có diện tích là 6 nhân cho 24 anh em. Nói chung là từ chuồng cu, từ này kia, từ bọng này kia, chung mà anh em xem kỹ nha. Nếu anh em áp dụng được cho nhà yến của mình thì cho nhà yến của mình đầu tư về tương lai này kia thì anh áp dụng ha. Thì nhà yến này lựa chọn là đóng gỗ diệt cấp toàn bộ luôn. Ok anh em ha, sàn trệt, sàn 1, sàn 2 đều diệt cấp hết. Đó. Anh em lưu ý nha, nhà yến này là nói chung là sử dụng hơi gió để đẩy vào hệ thống nước bên trong nhà yến, xung quanh nhà yến, tạo ra cái ẩm độ trong nhà yến tự nhiên, chứ không có dùng máy tăng áp hay là máy phun sương bét hay là mấy con gà gì hết anh em. Ok anh em ha. Nói chung là cách làm này tôi thấy luôn là thường thường là bên công nghệ bên Indo người ta thực hiện nhiều anh em. Mà lại cũng thực hiện. Ok anh em ha, xin chào anh em ha.